Nhà đất Hằng đây, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp cho cao hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng diện tích chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng và ngay số chợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng đây đang có mặt tại một mặt tiền đường kết nối với đường Quang Trung thuộc trung tâm phường 8 quận Gò Vấp nha cả nhà. Khu vực phải nói là vô cùng sầm uất và đắc địa rồi. Để gửi khách hàng mình một căn nhà do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế vô cùng đẹp luôn nè. Và trước khi di chuyển bên trong để tham quan, Hằng lia máy con đường phía trước nhà để chúng ta cùng quan sát nha. Đó, đường trước nhà của mình thì được trải nhựa rộng 8m, cũng như là hai xe ô tô, xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Và nhà mình cách mặt tiền đường Quang Trung chỉ 40m thôi nha cả nhà, sát bên chợ đêm Hạnh Thông Tây cũng như hãng xe Mercedes luôn. Với vị trí này thì rất là thích hợp cho khách hàng mình vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty, cũng như là showroom, là spa, văn phòng đại diện, shop thời trang, cơ sở giáo dục y tế cũng rất là thuận tiện luôn. Kế bên nhà mình á thì có spa nè, cà phê, quán ăn, đa dạng ngành nghề luôn như các nhà khách sạn, hotel. Vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi, một trục đường kết nối với đường Quang Trung nè. Và mình di chuyển tới ngã năm Gò Vấp chỉ khoảng 10 phút thôi và cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 15 phút di chuyển thôi nha. Mặt tiền kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn và đang được gia chủ rao bán với mức giá phải nói là vô cùng hợp lý luôn các nhà. Và Hằng Ni xin giới thiệu sơ lược về ngôi nhà. Mẫu thiết kế hiện đại như cả nhà do kiến trúc sư Mai Đo thiết kế có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian đầu khi mà sinh sống và sử dụng luôn. Với kết cấu là một trệt hai lầu, có ban công sân thượng bên trên, có diện tích chiều ngang là 7m, chiều sâu vào là 14m. Nhà mình thì thuộc hướng chính và hướng đông nam, rất là phù hợp với khách hàng mình có mệnh là đông tứ trạch, cũng như các hướng chính đông, chính nam, hướng chính bắc nha. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp. Bên trên gồm 3 phòng ngủ kèm phòng thờ, khu vực bồn tắm nằm, sân thượng rất là chill luôn. Và mình có khu vực ra ô tô nè, kèm mặt bằng phía trước mình để kinh doanh nha. Nhà mình thì đang được gia chủ rao bán với mức giá rất là hợp lý luôn, chỉ 12 tỷ 750 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ và Hằng Ni số chợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Rồi cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong để tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Đợi em một tí nha cả nhà. Cho xe đi qua cái đã. Mặt tiền kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề luôn cả nhà ơi. Vị trí phải nói là quá đẹp luôn rồi. Vừa ở vừa kinh doanh. Đó. Một mẫu thiết kế hiện đại nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Ở đây thì được gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly nè. Và Hằng Ni di chuyển bên trong ngôi nhà. Tại khoảng không gian khu vực mặt bằng phía trước dùng để kinh doanh cũng như là khu vực ra ô tô, chúng ta có thể đổ được khoảng 2 đến 3 chiếc xe ô tô nha cả nhà. Hai chiếc xe 7 chỗ thêm một chiếc ga Morning cũng rất là rộng rãi luôn. Đây em di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Nhà thì được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại, phía bên dưới là gạch 60-60, gạch nhám theo tông chủ đạo là màu xám nha. Và em di chuyển về cuối ngôi nhà. Tại đây thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời, chỗ thẳng là khu vực sân thượng phía trên luôn. Quá đẹp luôn cả nhà. Cũng như là gạch thì được gia chủ mình ốp phun trần, gạch đá tự nhiên nha. Đây, mặt bằng kinh doanh vô cùng rộng rãi luôn. Vừa ở vừa kinh doanh cũng như là mình đổ được xe ô tô bên trong nhà luôn nha. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Và phía bên tay trái của Hằng Ni, khoảng không gian khu vực cầu thang để di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 này cả nhà. Đó, được gia chủ mình có trồng cây xanh nha. Vô cùng đẹp và thông thoáng luôn á cả nhà. Và nhà mình á thì với khuôn đất là chữ L cho nên là có diện tích công nhận là 67m² nha cả nhà. Cây này cây thiệt nha. Gia chủ thì có thiết kế vòi tưới nước luôn nè để chúng ta tưới cây á. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục nè. Và trước khi di chuyển lên bên trên, Hằng Ni sẽ lìa máy ra từ mặt tiền chính ngôi nhà, chúng ta nhìn ngắm ra phía trước nha cả nhà. Một mặt tiền kinh doanh rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Đây,
Phía trước này thì mình có thể là đổ xe máy cũng như là xe ô tô được luôn nha. Vị trí phải nói là quá đẹp luôn cả nhà. Giá bán thì quá hợp lý luôn rồi. Và Hằng Ni xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt hai lầu, với diện tích chiều ngang là 7m, chiều sâu vào là 14m. Nhà mình thì với khuôn đất là chữ L cho nên là diện tích công nhận là 67m2, thuộc hướng chính hướng đông nam nha cả nhà. Và đang được gia chủ rao bán với mức giá là 12.750.000.000 đồng, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình về vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên bên trên. Cầu thang được gia chủ mình ốp gỗ, tay vịn cũng như là lan can bằng sắt nha cả nhà. Đây, khoảng không gian khu vực lầu 1 được gia chủ thiết kế riêng biệt, không gian khu vực phòng ăn luôn, cũng như là kết hợp với phòng khách phía trên này nè. Đẹp chưa? Quá nét luôn. Chúng ta có đầy đủ hết rồi, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bếp đảo, bộ bàn ăn 4 ghế nè, kèm với không gian khu vực phòng khách nha. Phòng khách bên trong có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi, tủ lạnh lớn hai cánh. Bên trên thì quạt xoay nè cả nhà, đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Và di chuyển về phía cuối thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời. Lúc nãy Hằng Ni có quay tại tầng trệt rồi đó. Và toilet sử dụng riêng biệt luôn. Mình có bồn cầu, lavabo, gương soi nha. Gạch thì ốp phun trần luôn, tông chủ đạo là màu xám. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta có thể là thiết kế làm không gian khu vực lầu này nè. Mình làm thêm một cái vách CNC tại đây hoặc là cửa ra vào tại đây nha cả nhà. Chúng ta thiết kế làm không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên dành cho ông bà lớn tuổi tại lầu 1 cũng tiện luôn, không có thể nào leo cao được á. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình thôi. Tại khoảng không gian khu vực phòng bếp thì được gia chủ mình có thiết kế cửa sổ chỗ ra ngoài, cửa mở được nha cả nhà, cho nên vô cùng thông thoáng luôn. Trời ơi, một căn nhà thiết kế quá đẹp. Thiêu tông chủ đạo là màu xám nè, màu kem, nhìn vô cùng nét luôn cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Ngay phía khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ mình có chỗ ô cửa kính ra ngoài nè, cho nên là mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số làm rốc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà giá bán tốt nhất nha. Cũng như là mình cần nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ni. Em sẽ gửi đúng nhu cầu của khách hàng mình đang cần. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 này cả nhà. Được gia chủ thiết kế làm 3 phòng ngủ. Em di chuyển vào phòng ngủ đầu tiên nha. Đây, bên trong phòng ngủ đầu tiên chúng ta có tủ quần áo đụng nắp luôn, được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường nha cả nhà. Có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Kèm bàn trang điểm nè, kết hợp với kệ tủ trưng bày và khu vực giường ngủ nha. Giường ngủ bậc cấp có đèn led âm bên dưới luôn. Sàn thì được gia chủ mình sử dụng là chất liệu sàn gỗ nha cả nhà. Tranh treo tường đầy đủ hết rồi. Máy lạnh riêng biệt bên trong phòng luôn. Phòng này thì chúng ta có ô cửa sổ chỗ ra khu vực phía trước nè, mặt tiền chính ngôi nhà, cho nên là đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Đây, Hằng Ni di chuyển vào bên trong này nè để chúng ta cùng nhìn ngắm không gian phòng ngủ bao quát luôn nha cả nhà. Đó, giường bọc nệm. Và toilet sử dụng riêng biệt luôn. Có đầy đủ hết rồi. Lavabo, gương soi, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gạch thở ốp phun trần theo tông chủ đạo là màu xám, màu kem. Mình có ô cửa sổ chỗ ra ngoài luôn, rất là thông thoáng nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nè. Phòng ngủ thứ hai thì được gia chủ có thiết kế ô cửa sổ chỗ ra ngoài, cửa kéo nè. Bên trong phòng thì chúng ta cũng có đầy đủ hết rồi. Mình có giường ngủ kết hợp với tủ quần áo, hệ tủ táp đầu giường, tranh treo tường, đầy đủ luôn nha. Đó. Và không gian khu vực toilet nè cả nhà, sử dụng chung với hai phòng nha. Chúng ta có đầy đủ rồi. Bồn cầu, lavabo,
gương soi, vòi tắm hoa sen, gạch thở phun trần theo tông chủ đạo là màu xám nè. Và mình có phòng ngủ thứ ba nằm ở cuối nhà, được gia chủ thiết kế làm ô cửa kính trời, chỗ kha khu vực tại tầng trệt lúc nãy Hằng đi có quay á, từ tầng trệt chỗ thẳng lên sân thượng luôn. Có giường ngủ, bàn làm việc kết hợp với tủ trưng bày. Mỗi phòng như vậy gia chủ mình đều đã lắp máy lạnh bên trong rồi, đầy đủ công năng cho khách hàng khi mà sinh sống và sử dụng luôn nha. Một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để tham quan tiếp tục nha. Đây, một căn nhà được gia chủ thiết kế rất là đẹp luôn, do kiến trúc sư may đo thiết kế cho nên có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian đầu khi mà sinh sống và sử dụng nha cả nhà. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2 nè. Đây, không gian khu vực lầu 2 thì được gia chủ thiết kế phía bên khu vực cầu thang. Mình có máy giặt. Vì theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta có thể là lắp thêm máy sấy phía trên này nha cả nhà, hoặc là mình tận dụng làm tủ để đồ cũng được luôn. Mình thiết kế thêm một khoảng trống nữa. Ở đây còn một khoảng trống rất là rộng luôn nè. Nè, đây. Và phía trên khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ thiết kế là một cửa kính trời nè, ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và hôm nay di chuyển ra sân thượng phía trước để chúng ta cùng tham quan tiếp tục. Sân thượng rất là rộng luôn cả nhà, view ra mặt tiền phía dưới vô cùng thông thoáng luôn. Và đặc biệt là nhà mình thuộc hướng chính hướng đông nam cho nên không có bị nắng vào buổi chiều đâu, rất là mát luôn nha. Sân thượng quá rộng luôn, bên trên thì được gia chủ mình ốp những cái lam nhựa và gỗ, đèn trần chiếu sáng nè. Khách hàng mình mua căn này chúng ta có thể là thiết kế làm khoảng sân vườn, mình trồng cây trồng hoa, gia đình mình tổ chức tiệc nướng BBQ trên này, quay quần bên nhau rất là tuyệt luôn á. Gia chủ mình đã chỗ để sẵn một cái bàn kèm bốn ghế rồi. Đây, thiết kế quá đẹp. Và di chuyển vào bên trong thì được gia chủ mình thiết kế làm không gian khu vực bồn tắm, bồn tắm ngoài trời nè, quá tuyệt vời luôn. Bên trên là những cái cây trúc nha, kèm tấm BK cũng như là tấm kính bên trên đó cả nhà, mình che nắng che mưa. Có gương soi, lavabo đầy đủ luôn, quá thoáng luôn nè cả nhà ơi. Phía bên dưới thì được sử dụng bằng đá nè. Và ô cửa kính trời lúc nãy Hằng đi có quay tại tầng trệt này đó, rất là thông thoáng luôn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta nhìn ngắm sơ lược là khoảng không gian khu vực sân thượng. Giá bán thì gia chủ đang giao rất là hợp lý luôn rồi. Mình có tủ kho phía trên này luôn nha cả nhà, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta để làm kho cũng được luôn. Hoặc là mình mua về á, mình thiết kế làm khoảng không gian phòng thờ phía trên này nha. Mình đi thêm tấm kính trên này nè. Bên trên thì mình lợp lau phông 60-60, mình lợp thêm mái tôn đó. Nhà thì đã được gia chủ mình trang bị sẵn hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời hết rồi. Chỉ cần mua về xách vali vỏ thôi, tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà khách hàng mình khi mua luôn. Đối với khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.